Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm trước thì mình có làm một cái video về một chiếc CPU không đáng tiền cho lắm, mặc dù là được rất là nhiều các anh em gọi là các mọi người ở ngoài không kiểu quảng cáo marketing. Đó chính là chiếc i5-13400. Đấy là một chiếc CPU có thể nói là mức hiệu năng của nó cũng khá là ổn thôi. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì có quá nhiều CPU cạnh tranh với nó, khiến cho nó trở thành một chiếc CPU không đáng giá tiền anh em nhá. Ví dụ như nó 12400 thì giá tiền tốt hơn này, Ryzen 7 5700X giá tiền tốt hơn mà hiệu năng lại còn cao hơn này, hay là nó vẫn không thể nào sánh vai được với cả CPU đời cũ là 12600K mặc dù có thêm nhân. Thế thì hôm nay mình sẽ làm thêm cho anh em một video nữa về chiếc CPU có thể gọi là dở nhất của dòng 13 này. Liệu nó có phải là i9 bởi vì nó nóng quá không, hay là i5 hay i7? Không anh em nhá, nó là chiếc CPU này, chiếc CPU i3-13100. Và hãy cùng mình tìm hiểu tại sao chiếc CPU này lại là chiếc CPU dở nhất của dòng 13 nhá. Rồi, thì mình đang có ở đây là hai chiếc CPU, thì đây là 12100 thường và 13100F. Thì trong cái bài test hôm nay và video này ấy, thì mình sẽ test hết là 12100F và 13100F nhá, tức là không có các onboard để đồng đều về cái chất lượng và kiểu cái mức FPS và mọi thứ điểm của chợ làm việc ấy. Thế nhưng mà mức giá mình cũng sẽ để như thế luôn. Còn ở trong cái graph của mình ấy, thì mình sẽ vẫn cứ ghi là 12100 và 13100 nhá. Thì tại sao đầu tiên tại sao mình lại nói nó dở? Đầu tiên nhá, nếu mà anh em tìm thông tin về hai chiếc CPU này ấy, thì anh em nhận thấy rằng là tất cả mọi thông tin giống y hệt nhau luôn, không khác gì, chỉ khác mỗi tên và xung với cả thêm nữa là em 12100 này có hỗ trợ update thế thôi. Còn em này nhá, mất update rồi, tăng thêm 200MHz xung và chỉ thế thôi anh em ạ. Mức giá thì thế nào? Em này cao hơn 800.000 anh em nhá, 13100 cao hơn hẳn 800.000 cho anh em luôn. Tức là một mức giá nhảy hơn hẳn so với cả em này, rơi vào khoảng tầm từ 1/3 đấy, khoảng tầm 1/3 mức giá của em này luôn đấy. Khá là gắt gỏng đúng không anh em? Thế thì với cái sức tăng trưởng như thế, tăng về 1/3 giá, tăng thêm 800.000, tăng thêm 200MHz xung, tức là bao nhiêu nhỉ? 6% xung đi. Thì liệu rằng cái hiệu năng nó sẽ tăng như nào? Bây giờ hãy cùng thử so sánh về làm việc đi nhá. Để test thì mình sẽ test cái chiếc CPU này cùng với cả một cái main khá là cao cấp, bình thường thôi, nó chỉ là Z690 thôi, cộng thêm một kit RAM 16GB với cả RTX 4070 Ti để có thể xóa bỏ mọi cái giới hạn về cả màn hình em nhá. Cái chiếc CPU này với 6% tăng trưởng về xung thì như thế nào? Ở trong Cinebench R23 phiên bản single core thì chúng ta thực sự nhận được 6% tăng trưởng thật, đúng rồi, rơi vào khoảng tầm 6,46% đơn nhân anh em nhé. Nhưng mà đa nhân thì không đâu, bởi vì đơn giản là mình đang đều sử dụng tản stock hết, cho nên là cái mức xung đa nhân khi mà test ấy nó sẽ không tăng được mạnh mẽ và chỉ tăng có 4,39% thôi. Tuy nhiên khi mà mình sang dùng Blender ấy, nó cũng là phần mềm sử dụng đa nhân nhưng mà cũng chỉ nhận được sự tăng trưởng khoảng tầm 3% thôi anh em ạ. Trong Premiere Pro thì số điểm gần như là rất là thấp, chỉ có tăng khoảng tầm 1% thôi. Còn có duy nhất Photoshop là tăng lên tới là gần 10%. Có thể thấy rằng là dù là đã tăng khoảng tầm 200MHz về xung, nhưng mà chiếc CPU này vẫn sự tăng trưởng của nó không quá là nhiều đâu, kể cả là so sánh với cái giá tiền thì chăng nữa, 800.000 mà đánh đổi lại được có bao nhiêu, 3-4% tăng trưởng hiệu năng ấy, thì thực sự là không đáng một chút nào hết anh em nhá. Và đặc biệt hơn ấy, khi mà mình chuyển sang chơi game thì con số này cực kỳ là tồi luôn. Mình không biết vì sao, mình xem những reviewer khác thì họ có nhận được sự tăng trưởng khoảng tầm 1-2-3 tới cùng lắm là 5% thôi. Nhưng mà có lẽ rằng là bởi vì mình test nhiều game quá, mình test tổng cộng là 14 game trên tổng cộng là 3 độ phân giải là Full HD, 2K và 4K, cho nên là cái mức tăng trưởng và cái mức hiệu năng trung bình ấy nó không được nhiều đến như vậy. Hãy bắt đầu bằng những tựa game đầu tiên đi. Với độ phân giải là Full HD, chẳng hạn như tựa game Far Cry 6, Cyberpunk hay Liên Minh Huyền Thoại thì nhận được sự tăng trưởng khoảng từ 4% tới 7% so với cả chiếc 12100. Nhưng khi mà mình chuyển sang ví dụ như những tựa game như là CSGO này, Marvel Guardians of the Galaxy này thì bị thua thấp tệ luôn, khiến cho chiếc i3-13100 thua khoảng tầm 1% so với cả 12100 ở độ phân giải Full HD. Sang về 2K thì cũng chả khác một chút nào cả, thua 12100 tầm 0,59% và thua ở 4K thì rơi vào khoảng tầm 0,92% so với cả 12100. Vậy thế là anh em bỏ thêm 800.000 để bị thua với chiếc CPU này. Mình không biết tại sao lại như thế. Cứ coi như là mình test sai đi, cứ coi như là tất cả mọi người khác cùng test là tăng hơn khoảng tầm 5% đi. Thế nhưng mình thực sự nhá, mình cảm thấy rằng nhá,
cái con số 800.000 không hề đáng với cả mức 5% tăng ở chơi game hay là làm việc đi chăng nữa. Điều đó khiến cho chiếc CPU này trở nên không hề đáng một chút nào hết. Mà nhiều khi ấy, anh em mua thêm tắc thêm gọi là 800.000 rồi, thà anh em tăng thêm khoảng tầm 1 triệu đi, lên hẳn 12.400 đi, thêm hẳn 2 nhân nữa đi, cho nó VIP hẳn đi, xịn hẳn đi, để có hiệu năng chơi game tốt hơn, hiệu năng làm việc tốt hơn đi. Chứ đừng giữ, đừng tăng lên chiếc 13.100 này làm gì. Nếu bây giờ nhá, nếu bây giờ anh em nâng cấp bản thân mình từ một chiếc CPU đời cũ, ví dụ như đời 11, đời 10 hoặc là một bộ máy AMD ấy, thì mình khuyên rằng anh em nên lựa chọn em này 12.100F anh em nhá, để có một hiệu năng chơi game và làm việc khá là ổn áp. Còn nếu mà bây giờ anh em đang có sẵn 12.100 rồi ấy, thì đừng nâng cấp lên con này làm gì. Hãy bỏ tiền ra và nâng cấp cho mình lên một chiếc màn hình xịn hơn, một chiếc màn hình VIP Pro hơn, rơi vào khoảng tầm 3060 Ti là quá ngon luôn anh em ạ. Thế đấy nha anh em nhá. Nếu mà anh em bây giờ nâng cấp máy tính mới hay mua máy tính mới thì chiếc CPU này đáng hơn rất nhiều. Kèm cho mình thêm một chiếc H610 và là coi như là ngon luôn, chả vấn đề gì cả. Chứ chiếc 13.100 này nó như kiểu là 10.105F so với cả 10.100 đấy anh em nhá. Không đáng đâu. Nếu mà anh em hứng thú với những sản phẩm đấy thì mình sẽ vẫn để đường link dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy rằng là video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Thực sự thì mình cảm thấy rằng đời 13 này có những con CPU tốt nhưng có những con CPU không được ngon cho lắm. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em ở video khác nhé.